mới có mặt tại Osaka.
ngoài đây nữa nha, là cái giấy. Không biết mọi người đã từng thử qua chưa? Đồ lẩu được làm bằng giấy. Và nước lẩu cực kỳ ngon, đi kèm với rất nhiều phụ phẩm. Sau khi thử xong xét đậu giấy, tôi chọn thêm một xét bò nướng beef steak. Những bò này cũng dính tại chảo, chảo được nướng nóng và chờ sau 2 phút chín đều, chúng ta sẽ dùng bò bỏ lên đây và nướng. Cũng như cũ, tất cả những đồ ăn Nhật Bản chúng ta sẽ dùng nhỏ nhỏ để dùng cảm thấy ngon miệng hơn và chúng ta nướng được hai dạng phong phú ẩm thực.